Em phỏng vấn, anh phỏng vấn em được không? Được. Thẻ tại đó. Tại này là tại thiệt nha mọi người nhá, không phải tại gọi là tại tại nhựa đâu nha. Đó, thể loại nó xe hôm nay nó xe lại như thế này. Mộc xe thắt với anh chị bên cửa hàng Mộc là xem ai ấy đoán đúng được số ký. Thế là Mộc sẽ để lên maximum cho tới tấm kiếng này nó bể luôn. Thì xem là cái tấm kiếng này nó có thể chịu được được bao nhiêu ký. Ai trả lời với con số gần chính xác nhất thì sẽ được một củ. Rồi bây giờ game này, bây giờ anh Sĩ trước đi. Anh Sĩ nhắm là được bao nhiêu ký để anh thử. Mà để cái nào anh tính, anh tính luôn hai mặt hay sao? Không à, tính một tầng thôi. Một tầng thôi đúng không? Test một tầng hả? Đây, một tầng ha. Tầm dưới rồi. Tầm dưới nè, mọi người coi đây này, nó có cái điểm yếu này, cái tấm kiếng này ấy, thì dư sức để 100 kg là vô tư, nhưng mà cái bát chịu lực này, quan trọng là cái bát chịu lực ở đây mọi người à. Mày thấy không, nó có một cái bát chịu lực ở đây, nó bắt vô trong gỗ này. Đây, nó chỉ có một con vít thôi, quan trọng là cái này à, mọi người à, chứ không phải là cái quan trọng tấm kiếng thì nó để 100 kg là vô tư. Đó, nhưng mà quan trọng là cái bát hai bên ấy là có thể chịu được không. Để đi mượn hẳn tệ không mọi người. Đây một quả 10 ký. Đấy. Rồi anh đoán là 150 ký nha. 150 ký cho một tầng anh Sĩ, 150 ký. Anh Sĩ. Anh Vương 150 ký, còn anh Vương. Cái này anh đoán là 250 ký. Cái gì một tầng hết cha nội. Một tầng. Một tầng cái gì? 250 ký. 250 ký. Có hai ông ảo, hơi bị ảo tưởng rồi đấy. Ôi Hòa. Em Hòa chơi với anh Sĩ 145 ký. Hòa 145 ký. Em Hòa. Một tầng nha. Một tầng á. À, em đoán chắc tầm 170 ạ. 170 à? Dạ. Anh Dũng. Thọ 170. Đúng rồi. Ấy giờ mình chém một, chém 100 ký thôi mà bây giờ ai dự đoán em 130 nha. 100 ký nhỉ. Em 130 ký. Rồi. Anh Dũng. Rồi bây giờ test thử. Test thử bây giờ cứ mỗi người lên đặt ký thôi. Đâu nhẹ nhất chứ, nhẹ nhất em không có bao giờ. Cho tầng trên cùng hay tầng dưới? Dưới ơi. Cái này bao nhiêu cục đâu? Nó bẻ nó không sẵn à? Để tự thân nhé. Từ từ hai từ ba ba từ từ để nhanh nhẹ đấy, nó được 200 ký đó, mới có 30 ký thôi, 130 ký rồi. Từ từ quay gần như ký nó được, có được quay lý son à liêu rồi. Từ từ quay bao nhiêu ký không khán gì chi xét thì cứ ai gần nhất, ai gần nhất cái đủ thò thì từ từ mày đặt nhanh quay, nhưng mà anh nói cho chân lực bao nhiêu chứ, thò đặt nhanh từ từ quay rồi thọ tiếp đi. Thì mới 60 ký rồi. Mới 60 ký rồi nhá. Đừng nói một chém gió nhá. Cái gì nhanh vậy, từ từ thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. 10. Từ từ đây cho mọi người coi cái bảy lề nó xem nó hư chưa. Từ đâu xem bảy lề. Không, cái này em nghĩ là để khoảng 150 ký vô tư đấy. Đấy. Đấy, vẫn chưa xin nhỏ nhá. Đây. Thêm 2 cục nữa là đủ 100 ký của anh Tấn nói. Đấy, 90, từ từ thọ. Đây nha, nhiều người nha, còn bò nữa thêm nữa. Nhiều người kêu làm tủ rượu, không để lọt chai rượu. Ê, còn néo triệu đôi đâu, phải néo cái thì làm cái tủ rượu, kêu để rượu không lọt. Đấy, để rượu. Sẽ mực ăn đời chứ. Ăn miếng mực cả. Rồi test tiếp mọi người. Để tăng ký nha, xem tối nay được nhiều ký nha mọi người nha. Chơi chẳng đó không bị mực rồi đấy. Em phỏng vấn, anh phỏng vấn em được không? Được. Thẻ tại đó.
tại này là tại thiệt nha mọi người nhá, không phải tại gọi là tại tại nhựa đâu nhá. Đó, để biết mọi người là để trăm ký hay trăm ký thiệt. Thao, tập tại em mọi người coi cái rồi. Tập tại. Hai cú đi, hai cú. Squat liền. để hai cục một lần luôn coi thọ. Mới để hai cục một lần cho ăn thôi coi. 120 ký rồi nhá mọi người nha. Đấy, 120 ký rồi. Đấy, một củ để dưới này nhá, xem nó thuộc về ai mọi người, 120 ký rồi. Đấy, một cái tủ rượu rất là đẹp. Cái gì? Rồi, cho thọ cho lên này, 130 ký. Ủ, nó đã bắt đầu vắng vắng rồi đấy. Bắt đầu rung rung rồi đấy. Ăn Vương cho lên rồi, ăn Vương bao nhiêu ký rồi? Ăn Vương là 250 ký phải không? 130 để anh lên trước cùng đi. 130 ở đấy. 130 hả? 130. 130 hai cùng một lượt luôn đi ăn Vương. Hai cùng một lượt cho nó máu. Một cục hay hai cục? Một cục thôi. Một cục thôi. Một cục thôi. Chẳng bao nhiêu? 130 ký à? Rồi bỏ lên. Bỏ lên đi. Đù. Không giữ ta ấy. Đấy. Review cây tủ rượu 19 triệu 19 triệu 900 nhé. Đấy, tủ rượu gỗ gõ đỏ rất là xịn luôn. Đấy. Kêu xịn thì không ai tin đâu. Đó. Một tầng để rượu để 100 mấy chục ký rồi. 140 ký rồi. Tới ký quán xí rồi nha mọi người, 150 ký. Nhưng mà nó hơi nguy hiểm nha, cái này nó rớt là nó bắn này là nguy hiểm đó. Thì đấy. 150 ký. Đấy, vẫn chưa sao nha. Đấy, chưa sao. Bây giờ xem ai chắc ăn Vương. Tới ai? Tới ký của ai? Eo gần hết chưa? Thọ là 170 ký à? Thọ. Thọ còn hai quẻ đấy. Xem em có chiến thắng không? Điều một củ ấy mọi người. Xem thọ. Coi chừng nguy hiểm với thọ ơi. Coi chừng nguy hiểm nha. Nó rớt xuống bể nguy hiểm mọi người. Đấy, 160 ký rồi. Thọ thêm trà nữa, cho thọ 170 ký đấy mà. Nó căng căng rồi đấy. Má, cái kiếng này nó trâu ghê chứ. Đúng rồi, thọ nó tới được 200 cơ. Chân lật asset nhất mà. Rồi, bây giờ là 200 ký. Ăn Vương hơi nguy hiểm mọi người, để cái này nguy hiểm á, mấy trăm ký mà nó sập xuống thì nó không phải vừa mọi người ạ. Phải thọ rồi đi ăn. 200 ký vẫn chưa sao nha. Bao nhiêu? 190 200 rồi. 200 rồi. Đấy, cho mọi người giới thiệu mọi người tủ rượu. Chưa qua giới thiệu tủ rượu phải không? Bây giờ là một phút giới thiệu tủ rượu. Đây, tủ rượu gỗ gõ đỏ Hoàng Gia 1m2. Đấy, một tầng để 200 ký lên rồi, chưa xi nho gì hết. Đấy, bắt bóng đèn đồ rồi đó, rất là đẹp luôn. Kiếng cường lực luôn. Đấy. Một cái như vậy 1m2 là 19.900 và 1m4 là 20.900, gỗ gõ đỏ 100% làm bảy lề. Đấy, gỗ rất là chắc chắn luôn. Đấy. Tủ này 1m4 thì là 20.900, nó có xa 1m6, 1m8, 2m nữa. Đấy, tùy mọi người coi đặt. Đấy. Bắt đèn cường lực, tay núng rất là đẹp luôn nha.
Đó, còn đây một cái tủ rượu nữa cũng xịn sò không kém, nhưng mà tủ này là tủ Louis bụng bia bắt đèn rồi, nó rất là đẹp luôn. Tủ này 1m6 là 30.900.000, loại này thì nó làm dày hơn nên nó đẹp hơn, cách ngăn kéo của nó thì nó làm lượn hết. Đấy, một phút để giới thiệu sản phẩm nha mọi người, sản phẩm chất lượng thì mình phải giới thiệu. Đó, bụng bây giờ đó, trong rất là đẹp luôn đấy, làm này đúng gỗ ấy mọi người nha, đấy, làm hàng rất là chất lượng luôn. Một phút để giới thiệu sản phẩm ghế dây thư giãn gỗ chèm cứng y hệt như cái tủ rượu luôn đó. Cái này thì 3 giây thì 1.900.000 cái, còn 4 giây là 3.200.000, ăn sĩ tự nghẻ đi. Đấy, một phút để giới thiệu, đây test thử luôn, thọ ghế này ngồi 5-6 người vô tư, kêu đồ gỗ của Mộc làm vô khớp mộng hơi bao cứng đấy. An toàn lên luôn, có chừng bật ngửa thọ nó bật ngửa, ăn nó lên trước cũng tốt, khỏe luôn á. Ăn khắn lên luôn. Ăn khắn lên luôn. Ăn khắn lên. Ấy à. Con chó người thọ đang ngồi lên. Buông á. Kêu ghế dây cứng lắm thì không ai tin đâu. Giờ tin chưa? Đồ của Mộc Nội Hất Lè, thương hiệu triệu đô là bao chất lượng. Ôi, thằng họ nó chết nghẹt rồi. Em phải lên trước người ta mới nhìn thấy em chứ. Không, sao? 250 kg nhá mọi người nha. Đấy, ăn vừa vừa gần vui rồi đấy. Gần số ký gần cuối nó khá nguy hiểm mọi người. Đấy, cũng tặng luôn rồi đấy. Nói chung là mình để maximum tối đa xem nó để được 230 kg là ok nha, chứ để nhiều nữa thì nó cũng không còn tối để mà mình để nữa nó cũng nguy hiểm lắm. Đấy, mấy trăm ký rồi? 230 rồi. Lên một cục nữa là 234 rồi đó. Giờ một quả chuối ăn để 240 kg. Đấy, 13 cục nữa chẳng sao. Hết chỗ để rồi. Hết chỗ để nha. Hết chỗ để rồi. Hết chỗ để thì tôi cho ăn Dương Quy. Đây, đếm cho mọi người là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi cục 8 cục là mỗi cục 10 kg. Đại ra 240 kg rồi đấy. Một tầng rượu để 240 kg vẫn chưa chi nho nha. Lại kêu chém gió đi. Ôi, bắt nhau mọi người nha. Ăn Vương. Ôi, game này ăn rất Vương Win nhá mọi người. Đấy, nếu mà mọi người người coi tập hàng của Mộc cái này sẽ gặp ăn Vương rất là nhiều. Ăn Vương là chuyên vận chuyển hàng cho Mộc. Đó, 1 triệu của anh Vương đấy, Vương Quý. Yeah.